Nè, nếu mà cho F á thì F phẩy bằng 0 là nghiệm cực trị, còn F bằng 0 là nghiệm cắt. Này biết đúng không? Nhưng mà lỡ mình nhìn nó cho F phẩy là sao ta? Nếu nó cho F phẩy thì F 2 phẩy bằng 0 là nghiệm cực trị, còn F phẩy bằng 0 là nghiệm cắt. Mấy cậu ổn không? Tức là mình nâng cấp, mình hiểu nó sâu hơn. Thế thì chú ý đề này cho F phẩy. G gì vậy, mình lấy đạo hàm cái đi. G phẩy bằng 0, nó sẽ có hai cái. Một cái là F 2 phẩy bằng 0, một cái là F phẩy của T bằng 0. Với T là bằng F phẩy nha. Ok. Thế thì em thấy F 2 phẩy bằng 0 nó là hai cái nghiệm cực trị nè, thấy không? Một nghiệm là trừ 0,5 với một nghiệm là 0,5. X bằng trừ 0,5, X bằng 0,5. Ai không hiểu chỗ này thì hỏi ngay, thầy sẽ trả lời. Rồi ở dưới là F phẩy bằng 0 đúng không? Thì nó là nghiệm em cắt cắt nghe nghe nè, ba nghiệm em. T là F phẩy, tức là F phẩy x bằng trừ 1, F phẩy x bằng 0, F phẩy x bằng mấy? Bằng 1. Rồi này mới ác nè, này mới ác. Ok, F phẩy bằng âm 1, cắt dưới này. Thầy không biết cái nghiệm nó là bao nhiêu, nhưng thầy biết chắc chắn cái nghiệm nó phải bé hơn trừ 1. Có ai khó hiểu không? Thầy biết chắc chắn cái nghiệm bé hơn trừ 1 em. Tương đương x bằng trừ 2. Ok chưa? F phẩy bằng 0, mình chắc chắn nó có 3 nghiệm. Trừ 1, 0, 1. X bằng trừ 1, x bằng 0, x bằng 1. F phẩy bằng 1, thầy không biết nó là bao nhiêu, nhưng thầy chắc chắn nó phải lớn 1. Thì thầy cho đại x bằng 2 đi. Ok. Vậy bây giờ mình có tổng cộng là tới mấy điểm cực trị? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 điểm cực trị luôn. Nhưng nếu bà này hỏi số điểm cực trị thì quá dễ rồi, trả lời là 7. Nhưng nó ác hơn, nó hỏi nghịch biến ở đâu. Tức là phải thêm một bước nữa, đó là bước xét dấu. Ok. Dễ nha. Nghe thầy dặn nè. Mấy em xếp từ cái nhỏ tới cái lớn nha. Nhỏ nhất là mấy? Trừ 2. Trừ 2, xong tới trừ 1, xong tới trừ 0,5, xong tới 0, 0,5, 1, 2. Rồi bây giờ em cho đại x bằng 3 nha. Siga g phẩy nó sẽ bằng, có phải hai cái này không? G phẩy nó sẽ bằng F 2 phẩy của 3 nhân F phẩy của T nhân F phẩy của T, mà T là mấy? T là F phẩy x. Rồi bây giờ coi nha, coi cái chỗ này mới quan trọng nè. F phẩy của 3 ra mấy? Đọc được không? Đây là 1, 2, 3, nói chung là lớn tuốt trên đây luôn, hiểu không? Vậy cho đại số 10 đi. Rồi. Vậy giờ coi. Đố em F 2 phẩy của 3 đang đi lên hay đi xuống? Ngay chỗ số 3 đang lên hay đi xuống? Đi lên, cho nên F 2 phẩy phải dương. Còn ngay chỗ số 10 đang dương hay âm? Dương. Vậy là dương nhân dương gây dương. Đó. Theo thầy câu này là câu khó. Dương âm, dương âm, dương âm, dương âm. Wow, thế thì nghịch biến trên đâu nhỉ? Trừ 1 với trừ 0,5. Vậy là câu C. Câu B. Ừ, câu B. Đúng rồi.